Xin chào các bạn, thì ở đây mình có một cái giống mai gọi là mai quắn nè các bạn. Thì như các bạn thấy đó, thì khi mà cái đọt nó ra các bạn, thì nó sẽ tự quắn như thế nè. Nó quắn uốn lượn trong các lần ngọn ngảnh. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cái video về cách là ghép cái cây mai quắn này để các bạn cùng xem nha các bạn. Thì cái loại mai quắn này nó có từ 8 đến 12 cánh. Thì cái cây mai này sẽ là cái gốc ghép các bạn, cây mai phôi này thì lúc mà mình nhổ lên nè, mình nhổ dưới đất lên, mình vũ sạch đất và mình trồng lại sau khoảng chừng đến 2 tháng thì nó sẽ nảy mầm như thế này, thì cái chồi chúng ta ghép được rồi các bạn. Thì sau đây mình xin mời các bạn cùng theo dõi cái quá trình mình ghép cái cây mai quắn nha. Nó các bạn thì đầu tiên mình sẽ tiến hành là cắt bỏ những cái tơ mà chồi non nè của cái cây mà làm gốc ghép nè các bạn. Để này, khi mà chúng ta ghép á, sẽ tập trung dinh dưỡng nó nuôi cái mà phần cái bo ghép của chúng ta. Thì tiếp theo đó là chúng ta sẽ tiến hành lấy cái bo ghép nè các bạn. Thì đây là cái bo ghép mai quắn nè. Mình sẽ lấy ngay cái đoạn thẳng này nè các bạn, để sau khi mà chúng ta xử lý á thì chúng ta có thể dễ dàng ghép. Cái gì cái mai này nó quắn, nếu mà lấy ngay cái đoạn mà quắn thì cũng không thể ghép được nha các bạn. Sau khi lấy xong rồi chúng ta sẽ tiến hành xử lý lại, hất bỏ hết lá nè. Xong rồi đó các bạn, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là mở cái miệng ghép ra cho cái cây mà mai này nha. Nó thì đầu tiên mình sẽ tiến hành là mở cái miệng nè. Giống như ghép mà các loại mai bình thường các bạn. Mình sẽ mà mở ngay chỗ cái miệng mà nó cái tế bào của nó được đùng lên nhiều nhất các bạn. Thì đó là ngay chỗ cái điểm mà nó phát triển mạnh nhất. Thì ghép thì cái bo ghép của chúng ta nó sẽ phát triển mạnh nha. Xong rồi đó các bạn, mình đã mở miệng xong thì giờ mình sẽ tiến hành là gió cái phần mà bo ghép nè cho nó bén lại, để cho nó mà đừng có dập nát các bạn. Thì mình sẽ ghép cái phần ngoài này nè, bởi vì cái phần ngoài này là cái đoạn là cái phần thẳng nè các bạn. Thì bắt đầu chúng ta sẽ dót ngoài xương vô nè. Xong rồi đó các bạn,
Thì bây giờ chúng ta sẽ đặt cái mà bo ghép vô. Như vậy là chúng ta quấn dây lại xong rồi đó các bạn. Thì cái quá trình ghép cái may quấn mà xong rồi đó. Chỉ còn quấn dây lại nữa thôi. Sau khi ghép xong thì chúng ta sẽ tiến hành là để cái trong mát để cho cây nó phát triển nha. Rồi như vậy là xong rồi đó các bạn. Thì chúng ta sẽ đem vô mát đẩy thôi. Thì cái video đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cái quá trình ghép may quấn nha.